Thưa quý vị, cách đây vừa tròn 75 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23 hợp nhất các sở cảnh sát và sở liêm phóng thành Việt Nam Công an vụ, tổ chức thành 3 cấp và là tiền thân của lực lượng cảnh sát giao thông. Trải qua 24 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đến nay từng bước tinh nhuệ hiện đại là nòng cốt trên mặt trận giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông ngày 21 tháng 2 năm 1946, 21 tháng 2 năm 2021. Năm 1997, Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Theo đó, Công an thành phố Đà Nẵng có quyết định thành lập, Phòng Cảnh sát Giao thông được hình thành. Từ những ngày đầu thành lập đầy gian khó, nhất là thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc. Đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã lớn mạnh về nhiều mặt. Cơ sở vật chất được xây dựng kiên cố, lực lượng gồm 10 đội, trạm với trên 160 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ. Phương tiện và các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiêu biểu là tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng. Hình ảnh làm việc nền nếp, chỉn chu, tác phong chính quy, chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát giao thông đón dẫn đoàn, không chỉ để lại ấn tượng cho các đoàn khách, mà còn là niềm tự hào về sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng, tiến lên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong bối cảnh Đà Nẵng là thành phố sôi động bậc nhất của miền Trung, với nhiều hoạt động dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã làm tốt vai trò tham mưu thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đề xuất, kiến nghị khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông, khảo sát, xây dựng nhiều phương án, kế hoạch huy động lực lượng, mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng các kế hoạch xử lý vi phạm theo chuyên đề, tăng cường xử lý các vi phạm bằng hình thức phạt nguội của hệ thống camera giám sát giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trong các dịp cao điểm và kiềm chế tai nạn giao thông, xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến an toàn, thân thiện đối với du khách. Lực lượng cảnh sát giao thông của thành phố chúng ta cũng từ trước đến nay cũng là có truyền thống và cũng nỗ lực phấn đấu xây dựng hình ảnh của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và đi vào trong lòng nhân dân, được là nhân dân các tỉnh bạn cũng như là đặc biệt là nhân dân thành phố là có mấy yêu. Liên tục trong 5 năm từ 2016 đến 2020, tai nạn giao thông tại Đà Nẵng giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí, từ 46 đến 63% về số vụ, số người chết và số người bị thương. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông được chú trọng với nhiều hoạt động đa dạng. Từ tổ chức hàng ngàn lượt tuyên truyền, phát tờ rơi tại các trường học, cơ quan xí nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải và các khu dân cư, đến việc tương tác trực tiếp với người dân qua chương trình Đà Nẵng Radio Giao thông, An toàn hạnh phúc cho mọi nhà trên tần số FM 98MHz. Chuyên mục phía sau tay lái, trang fanpage Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng hoạt động tích cực, tạo tương tác và hiệu ứng lan tỏa trong nhân dân về an toàn giao thông. Qua hai đợt chống dịch Covid-19 ở Đà Nẵng, tuy khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông vẫn khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích là chỗ dựa tinh thần cho người dân thành phố. Những đêm trắng trên đường tuần tra và tại các chốt phòng dịch, đối diện nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh luôn rình rập. Tất cả những riêng tư, nỗi nhớ nhà, nhớ con đều được gác lại phía sau, tất cả vì sự bình yên của thành phố, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong thời gian đến, tôi cũng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện luật an toàn giao thông, đồng thời là cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Cán bộ chiến sĩ và cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng sẽ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng hình ảnh người cảnh sát giao thông thân thiện trong con mắt người dân. Đặc biệt là phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, nắm chắc các cái quy trình công tác, thực hiện các cái biện pháp nghiệp vụ để mà đáp ứng được cái công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 5 năm trở lại đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng luôn đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng và vinh dự nhận 4 cờ thi đua, 13 bằng khen của lãnh đạo các cấp, cùng nhiều giấy khen của Giám đốc Công an thành phố, thư khen của các tập thể, cá nhân. Nhìn lại một chặng đường đã qua, các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng càng thêm tự hào về truyền thống của đơn vị,
và quyết tâm đem hết sức mình cống hiến cho sự phát triển phồn thịnh của quê hương và sự an toàn của người dân trên các tuyến đường.